Đây mà test cho quý vị bộ combo bow này gồm có hai loa tay và một cục công suất ở phía giữa. Cục công suất đấy, trong cục công suất đấy lại là con súp luôn ạ. Đối với bộ bow này thì báo cáo các bác là em đã có một clip mới quay cho bác đó, trên kênh này, là mức giá 8 triệu 9, 8 triệu 9, điện 100.000, 100V. Đây là dòng bow của Mexico, hàng made in Mexico, hàng bao xịn nha bác, bao xịn và đẹp bác đây. Đây ạ, tất cả bow này, quay gần cho bác luôn nhé. Đấy, được chưa? Đây. Con này nó có một lý do này, báo cáo bây giờ em cắm thì nó vẫn vẫn chạy bình thường. Nhưng cái rắc này của nó nhé, nó chập chờn các bác nhé, rắc này nó chập chờn. Có nghĩa bây giờ cứ để thế này nó chạy thoải mái thôi, nhưng vô tình mình tháo ra cái gì thì mình cắm lại, mình phải cắm sâu vào, mình rút ra một tí thì nó mới tiếp xúc. Đấy, thì cái đấy thì em không phải thợ, các bác nào thợ về bác chỉnh. Đấy nè, có nghĩa là cắm vào hẳn thật sâu thì nó không vừa, nhưng khẽ rút ra một tí thì bắt đầu nó tiếp chạy, ok. Con này trên kênh đã để dưới mức giá 8 triệu 9 nên do nó bị như thế, để giảm cho các bác 1 triệu nhé, còn 7 triệu 9. Bảy chín, ui giời, mà cho hẳn 2 triệu đi, còn 69 cho nó sướng đi. Cho các bác về mà đi mà chỉnh, cho tiền sửa rồi là tiền xăng đi nhá. Tiền xăng này chắc các bác phải bay vào máy bay đấy, nếu mà tiền xăng mà 2 triệu mà đi sửa con này 2 triệu thì không hết được tiền xăng đâu. 89 còn 69 nhá. Bài này, con này đã có bài đăng trên kênh rồi, bác nào cần em gửi clip đăng trên kênh cho. Đấy, cho hẳn 2 triệu cho nó sướng về mà chỉnh. Sau đây em cứ mở cho các bác, xong lúc nữa gần về cuối em sẽ rút cái rắc em cắm lại cho bác thấy là tình trạng nó chập chờn nên phải kéo ra một tí. Đấy, muốn nói rõ như thế, em bán hàng tất cả em phải nói rõ như thế để cho nó dễ thỏa thuận, cho nó nhanh. Sau đây em test cho các bác. Dòng này thì đừng có hỏi có hay không, mà nó quá hay chứ không phải hay không nữa. Đây, mở ra. Nó dịch ra này, nghe nó sướng, nó tuyệt. Tôi tản rộng là thích, to nhỏ đây ạ. Đấy, to nhỏ đây ạ nhé. Bộ này không hay, chả bộ nào hay. Các bác nhìn thấy cái mặt nó hơi lõm vào tí không? Cái mặt nó là bằng thép nên là khi vận chuyển đóng hàng nó sẽ lõm. Các bác về cứ để nguyên này nhá. Bác về bác dùng cái đầu kim băng ấy, cái đầu kim băng bác bẻ cái mũi đầu kim băng nó cong một tí thôi. Bác luồn cái lỗ này bác kéo cho em cái nó bật bưng ra luôn. Bây giờ em có kéo thì đi lại bị bẹp. Nhớ là cái đầu kim băng ấy, bác bẻ cái đầu kim băng nó cong lại một tí, bác luồn một lỗ nhỏ bác kéo cái ra thế thôi. Chứ không phải đừng có nhiều, bác không biết thì bác cậy ra mất việc. Đấy, sau đây em sẽ thử cái lỗi của nó là nó bị chập chờn đấy nha. Chạy nha, cho bé tí đi, không nữa nó hại loa. Rồi, cái rắc này này, nhìn rắc này chưa này. Đấy nhá, cắm vào này. Đấy, cắm sâu hẳn nó không kêu đâu. Đấy, được chưa? Để phải rút ra một tí. Đấy, bác biết cái đấy chưa? Đấy, đấy, hãy rút ra một tí nó kêu. Em báo là cái lỗi đấy nhé, còn chả có lỗi gì cả. Ok chưa? Này chạy không? Không, em thích bán hàng. Còn không thì bác cứ cắm vào rút ra một tí như thế, ok. Chả cần. Bớt từ bác 2 củ.
Về các bác muốn hay hai cái tay loa này bác đặt lên kệ tủ cho em. Cái này cái cục súp này thì bác đặt kê lên cách mặt đất khoảng 20 phân cho em. Thì bát nó thoát. Em test như này là sai quy tắc. Test phải được kê lên thì chất bát nó thoát, nó gọn. Nó không bị chất bát nó thoát, nó gọn, nó không bị ùm. Đấy bác nhé. Hôm nay mà test cho quý vị bộ combo bowl. Combo bowl này gồm có hai loa tay và một cục công suất ở phía giữa. Cục công suất đấy, trong cục công suất đấy lại là con súp luôn ạ. Đối với bộ bowl này thì báo cáo các bác là em đã có một clip mới quay cho bác đó, trên kênh này là mức giá 8,9 triệu. 8,9 triệu điện 100.000V. Đây là dòng bowl của Mexico, hàng made in Mexico, hàng bao xịn được bác, bao xịn và đẹp bác đây. Đẹp. Tất cả bowl này. Quay gần cho bác luôn nhé. Đấy. Được chưa? Đây. Con này nó có một lý do này. Báo cáo bây giờ em cắm thì nó vẫn chạy bình thường. Nhưng cái rắc này của nó nhé, nó chập chờn các bác nhé. Rắc này nó chập chờn. Có nghĩa bây giờ cứ để thế này nó chạy thoải mái thôi. Nhưng vô tình mình tháo ra cái gì thì mình cắm lại, mình phải cắm sâu vào, mình rút ra một tí thì nó mới tiếp xúc. Đấy, thì cái đấy thì em không phải thợ, các bác nào thợ về bác chỉnh. Đây nè. Nhá. Có nghĩa là cắm vào hẳn thật sâu thì nó không vừa, nhưng khẽ rút ra một tí thì bắt đầu nó tiếp chạy. Ok. Con này trên kênh đã để dưới mức giá 8,9 triệu nên do nó bị như thế, để giảm cho các bác 1 triệu nhá. Còn 7,9 triệu. Ui giời, mà cho hẳn 2 triệu đi, còn 6,9 triệu cho nó sướng đi. Cứ cho các bác về mà đi mà chỉnh. Cho tiền sửa rồi là tiền xăng đi nhá. Tiền xăng này chắc các bác phải bay bằng máy bay đấy. Nếu mà tiền xăng mà 2 triệu mà đi sửa con này 2 triệu thì không hết được tiền xăng đâu. 8,9 triệu còn 6,9 triệu nhá. Bài này, con này đã có bài đăng trên kênh rồi. Bác nào cần em gửi clip đăng trên kênh cho. Đấy. Cho hẳn 2 triệu cho nó sướng về mà chỉnh. Sau đây em cứ mở cho các bác, xong lúc nữa gần về cuối em sẽ rút cái rắc em cắm lại cho bác, thấy là tình trạng nó chập chờn nên phải kéo ra một tí. Đấy, muốn nói rõ như thế. Em bán hàng tất cả em phải nói rõ như thế để cho nó dễ thỏa thuận, cho nó nhanh. Sau đây em test cho các bác. Dòng này thì đừng có hỏi có hay hay không, mà nó quá hay chứ không phải hay không nữa. Đây, mời các bác. Cho dịch ra này nghe nó sướng. Nó tuyệt. Tản rộng là thích. To nhỏ đây ạ. Đấy. To nhỏ đây ạ, nhé. Bộ này không hay, chả bộ nào hay. Nhìn thấy cái mặt nó hơi lóm vào tí không? Cái mặt nó là bằng thép nên là khi vận chuyển đóng hàng nó sẽ lóm. Các bác về cứ để nguyên này nhá. Bác về bác dùng cái đầu kim băng ấy, cái đầu kim băng bác bẻ cái mũi đầu kim băng nó cong một tí thôi. Bác luồn cái lỗ này bác kéo cho em cái nó bật bưng ra luôn. Bây giờ em có kéo thì đi lại bị bẹp. Nhớ là cái đầu kim băng ấy, bác bẻ cái đầu kim băng nó cong lại một tí, bác luồn một lỗ nhỏ bác kéo cái ra thế thôi. Chứ không phải đừng có nhiều, bác không biết thì bác cậy em mất việc. Đấy, sau đây em sẽ thử cái lỗi của nó là nó bị chập chờn đấy nha. Chạy nha. Cho bé tí đi, không nữa nó hại loa nhé. Rồi. Cái rắc này này. Các nhìn rắc này chưa? Này. Đấy nhá. Cắm vào này. Đấy, cắm sâu hẳn nó không kêu đâu. Đấy, được chưa? Để phải rút ra một tí. Đấy. Bác biết cái đấy chưa? Đấy, hãy rút ra một tí nữa kêu. Em báo là cái lỗi đấy nhé, còn chả có lỗi gì cả. Ok chưa?
Hai chị em ạ. Không, nghe em thích bán hàng. Còn không thì bác cứ cấm vào rút ra một tí rồi đấy, ok. Chà cần. Bớt từ bác hai củ. Về các bác muốn hay hai cái tay loa này, bác đặt lên kệ tủ cho em. Cái này, cái cục súp này thì bác đặt kê lên cách mặt đất khoảng 20 phân cho em thì bát nó thoát. Em test như này là sai quy tắc. Test phải được kê lên thì chất bát nó thoát, nó gọn, nó không bị chất bát nó thoát, nó gọn, nó không bị ồm. Đấy bác nhé.